Thí sinh Miss Universe Việt Nam 2023 diện bikini. Top 18 Miss Universe Việt Nam 2023 khoe sắc vóc trong bộ ảnh áo tắm trước vòng chung kết. Loạt ảnh được ban tổ chức tung ra trước phần thi người đẹp biển diễn ra tối ngày 23 tháng 9 tại Hồ Tràm, Bà Rịa, Vũng Tàu. Các người đẹp tạo dáng trên phong nền hoa lá nhiệt đới. Top 18 có mặt ở Hồ Tràm những ngày qua, tham gia tập luyện, tranh tài các phần thi phụ trước khi bước vào chung kết tối ngày 29 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bùi Quỳnh Hoa cao 1,75m, số đo 3 vòng 85, 63, 94cm, quê Hà Nội, là siêu mẫu quốc tế 2022. Cô từng đăng quang Hoa hậu áo dài Việt Nam Thế giới 2017, giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2018. Vào top 10 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Emma Maria Fernandez Lê, cao 1,7m, số đo 3 vòng 86, 62, 92cm, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh Đại học Quốc tế. Cô có bố người Tây Ban Nha, mẹ là diễn viên Lê Hóa, từng đóng phim Bỗng dưng muốn khóc, Vừa đi vừa khóc, Hot boy nổi loạn, Cánh đồng bất tận. Ngoài tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, Emma còn giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Hát Duyên Bergron cao 1,72m, số đo 3 vòng 80, 63, 93cm. Cô từng theo học cao đẳng văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk, có năng khiếu nhảy múa, ca hát. Người đẹp ED hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh với vai trò người mẫu và diễn viên. Lidi Vu, cao 1,76m, số đo 3 vòng 83, 62, 93cm, mẹ là người Việt, bố người Pháp. Cô hiện là trưởng phòng điều hành và quản lý nguồn cung cho một công ty thiết kế nội thất cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh. Hương Ly cao 1,76m, số đo 3 vòng 82, 60, 92cm, từng là quán quân Việt Nam Snet Top Model 2015. Hiện cô diễn cho nhiều chương trình thời trang, nhà mốt nổi tiếng trong nước. Cô lần thứ tư tham gia Miss Universe Việt Nam, đặt mục tiêu vào top 3 chung cuộc. Nguyễn Thị Lệ Nam cao 1,75m, số đo hình thể 82, 60, 90cm. Cô từng giành giải gương mặt đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm ngoái, dừng ở top 16. Cô cũng là quán quân người mẫu thời trang Việt Nam 2018. Vào top 9 The Face cùng năm, người đẹp hiện viết sách và lấn sân sang ca hát. Huỳnh Kim Anh cao 1,75m, chỉ số 3 vòng 86, 63, 93cm. Cô từng vào top 10 Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022. Người đẹp quê thành phố Hồ Chí Minh, hiện làm người mẫu tự do. Phạm Anh Thư cao 1,75m, số đo 3 vòng 84, 59, 92cm. Cô từng lọt vào top 5 hoa khôi áo dài Việt Nam 2016, top 10 Miss Universe Việt Nam 2019, top 3 Supermodel International 2022. Người đẹp đến từ Hà Nam, hiện là sinh viên năm cuối Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Trần Nhật Lệ cao 1,7m, số đo 3 vòng 80, 60, 92cm. Cô là Á khôi một người đẹp Hạ Long 2020. Trịnh Thị Hồng Đăng cao 1,71m, số đo 3 vòng 86, 60, 91cm. Cô sinh ra và lớn lên ở Moscow, Nga. Hiện cô là huấn luyện viên sức khỏe tinh thần, nhà sáng tạo nội dung. Mai Phương Thảo cao 1,7m, số đo 3 vòng 80, 60, 90cm. Cô vừa tốt nghiệp cử nhân ngôn ngữ Anh tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Nguyễn Quỳnh Như cao 1,73m, số đo 3 vòng 89, 62, 94cm. Cô hiện làm người mẫu tự do. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.